Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là em cũng quay luôn cái chi tiết hình ảnh cụ thể của con Amelie Luckman L505UX Mark II. Thì đây là con nguyên thùng xốp. Trước khi đi vào chủ đề chính là quay ngoại thất cho anh em, thì đây là một con Amelie phải gọi là siêu đẹp. Độ mới lên đến 99,9%. Phụ kiện em nó thì áo trùm vẫn còn đầy đủ này. Đây là sách này, đây là phiếu mua hàng tại siêu thị này, và dây nguồn rin, khiển rin đầy đủ hết. Máy, về máy thì con này đẹp không tì vết, cho nên em mới dám khẳng định là 99,9% cho anh em chơi. Máy đẹp keng. Đây là dòng Luckman 505UX Mark 2, tuyệt đẹp anh em nhé, tuyệt đẹp luôn. Đấy, tuyệt đẹp nè. Có một con trong mùa xuân này cho anh em chơi thôi, không có nhiều. Có một con thôi, nguyên thùng xốp 56 triệu á, giá là bao ship nhanh luôn nếu em khoản đủ cho em luôn. Cận hôm nay Tết rồi cho nên em phải cho cái giá là gọi là ship nhanh thì nó tăng ship quả tốc của em, là giá ship nó lên gấp 3 gấp 4 lần nha. Chứ không có rẻ đâu anh em, đừng ngồi phải suy nghĩ lung tung. Tới đây cho muốn chơi là ta alo chốt chuyển cọc chuyển tiền ngay thì em sẽ làm ngay thôi. Nhanh gọn lẹ ha, Tết nhất rồi nè. Hàng cũng không có nhiều nữa. Và những con này phải gọi đang thị trường 505UX mà Mark 2 này đang rất là hút hàng và rất là hip. Những con ví dụ em về 507UX này, rồi 505UX này đã bay hết rồi, bay hết rồi anh em nhé. Đó, và hôm nay là 505UX Mark 2 tuyệt đẹp. Để em sẽ quay sơ bộ cho anh em nhé. Con này thì quá đẹp rồi, không có gì để bàn, không có biết cái chỗ nào mà xấu để quay cho anh em luôn. Em nói thật như vậy là anh em hiểu rồi. Siêu đẹp luôn. Đây, siêu đẹp anh em nhé. Chân cẳng rất cắm anh em nha. Đấy. Đó, sản xuất năm 2017 luôn anh em nha. 2017 này. Đó. Tuyệt đẹp luôn. Không một tì vết nha. Đó. Để cho anh em yên tâm chơi nha. Đó. Con này thì quá đẹp rồi. Em không có gì nói. Những cái dòng này chúng ta ghép tay noise JB nè. Những cái dòng loa châu Âu rất là tuyệt vời. Đấy. Anh em nào đam mê thì phone ngay kia, nhắc máy lên phone ngay, tài khoản nổ ngay thì sáng mai em sẽ gửi hàng sớm luôn để anh em cận Tết rồi anh em chơi nhé. Đấy, có một con duy nhất hôm nay về là con Amri Luckman 505UX Mark 2 thôi. Anh em nào yêu thị phone ngay cho em nhé, có một con duy nhất anh em nha. Đấy, 56 triệu anh em nhé, 56 triệu cho một con 505UX Mark 2, tuyệt đẹp, siêu đẹp, không một vết lông mèo lông chuột gì cả anh em, chấm phẩy gì hết nha. Đấy, rồi anh em nha, máy là bao lâu anh em mà hoạt động ok hết rồi, không có gì để bàn đâu. Đây cũng cắm điện thử cho anh em xem đèn đuốc nó nha. Đây, chờ rồi le đóng nè. Rồi xong anh em, đó tuyệt đẹp luôn anh em nha, mặt đồng hồ màu xanh nè, rất đẹp luôn anh em nha. Anh em nào yêu chốt ngay phone ngay cho em nha. Rồi 56 triệu anh em nha, xin cảm ơn anh em rất nhiều.